Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Nam ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ sâu sẽ đồ khá là được top trong vài ngày vừa qua. Đó là cầu thủ Long. Đó, hiện tại Trường Lão Văn Bình em ơi. Đó, lâu lắm rồi thực sự là sau khi anh đổi về Võ Đan thì chúng ta thấy đánh trận nào cũng có top cả. Ngày hôm nay thì trận 21 giờ thì được cho mình là 43k điểm và 117 mạng và 31 nội sơ, 34 tử vong và liên chạm 15. Đó, ngày hôm nay thì Khải thực sự là con Long Đao tầm này có rất là khó đánh em ơi, đánh không nổi luôn. Đánh kiểu không chính xác được bao nhiêu người cả. Khải được top 19, trời ơi trời ơi. Top 19 thôi. Thua được top 10 đến gần mấy cái điểm lận. Đến 7-8 cái điểm lận. Rồi ok, cho anh em xem xét đồ của anh Long em ơi. Và anh Long thì hiện tại đang có cho mình đó là 4 kỹ năng vốn có nha anh em. Đó, đầu tiên là càng khôn 2 cấp. Càng khôn 2 cấp với vầng trăng trên đầu gần chim này đó anh em không? Là càng khôn 2 cấp. Kỹ năng vốn có không có. Kỹ năng vốn có 2 cấp. Rồi, tiếp theo đó là cái mặt nạ, quên cái phi phong, cái này cũng có một cấp nữa là 3 cấp. Rồi, với lại kèm với cái dòng tống tiên phong nha nè. Tống tiên phong nữa là 4 cấp nha nè. Tống tiên phong này thì được cho mình một cái này cũng có nữa. Rồi, tiếp tục cho anh em xem tổng sức đồ sơ qua. Thì đang sử dụng một gia trì kháng cả 11 hợp kim. Giá này chắc khoảng tầm 7-800 nghìn đến 1 triệu quay đo. Tầm này thì rẻ này. Khoảng tầm 8-10 kim, 10 kim hơn tí. Rồi, áo này hôm trước này sang boss trong bàn ra phục hồi 40, làm chậm 40. Áo này thì đỡ mà mua chắc cũng tầm 1-2 kim. Được giá là 3 kim. Rồi, nói chung sẽ đồ rất là bình thường em à, 80 chón 40 chậm đó. Và một cái nón chón 30 sinh lực cao dòng 1 và một cái vũ khí làm chậm thôi, cái vũ khí nội lôi sắc nội công 167. Đó. Và đang có một tay kháng hỏa 19 chón 30 phục hồi sinh lực 5. Và một ngọc bội kháng hỏa 15 chón 20. Một nhẫn kim sinh lực 138. Một đôi giày kim sinh lực 155. Đó. Rồi một cái nhẫn khăn lôi 19. Rồi khăn lôi 15 sinh lực 139. Khăn lôi sinh lực 139. Một đai lưng khăn lôi 26 sinh lực 79. Cái này gọi là set phá hành nè. Cái này là gọi là set phá hành này mà. Đó, lôi sắc nội công. Nhưng mà phá hành ở chỗ là nón chón dòng 1. Nón chón dòng 1. Rồi bao tây chón kháng hỏa, ngập bò chống kháng hỏa, đều sinh lực trên 15x khá là cao nè mà. Đó, độ sinh lực khá là cao. Rồi, kim, giày kim và nhẫn kim. Nhẫn kim và giày kim. Đó, được kết vào tay với lại ngập bò. Đó, đơn giản thôi nè. Còn hai cái là khẳng lôi từ nhẫn và đại lưng. Thì nói chung mặt này đang có cho mình là 80 chón và 40 chậm nè mà. 80 chón và 40 chậm. Đó, quá ok luôn. Ok ok, để anh cho em tham khảo con Thiếu Lâm nha, nghiện tốt. Rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho anh Long một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và một hạt này giờ đang đánh khá là khác này mà. Và hôm nay được tiếp tục top 3, hôm qua còn top 3, top 4 rồi đó. Và hôm nay được top 3 nha anh em, quá dữ luôn. Rồi anh em xem video đừng quên để lại cho anh Long một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ok, cảm ơn anh rất nhiều.